vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể các sĩ tử cũng như là các bạn đến với channel của cô giáo. Ở clip này, cô giáo Thảo xin chúc cô giáo viết ra xin chúc toàn thể các sĩ tử có một kỳ thi tốt nghiệp cũng như là kỳ thi đại học sắp tới thật là thành công, thật là rực rỡ. Thì khi ra phòng thi có nhiều thật là nụ cười và đầu được những ngôi trường mà mình mong muốn, cũng như là qua một kỳ thi tốt nghiệp thật là suôn sẻ. Clip này cô giáo Thảo ở nhâm, cô giáo viết ra đó là đi cải đường mịt này và đối đầu với cô giáo đó là vị tướng đó là Tú Lén, một vị tướng cũng là khá khó chịu. Thì lời đầu tiên mình xin chúc toàn thể các sĩ tử rồi thì mình xin chúc toàn thể mọi người đang xem clip này thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, có một ngày thật là tươi đẹp. Cũng đã lâu rồi thì mình cũng chưa đó là làm về vị tướng viết ra này. Thì ở clip này mình làm về vị tướng vừa ra này rồi. Xin tạm biệt bạn Quý Lén nha, bạn Tú Lén nha nhầm. Thì cô giáo Thảo ở nhầm, cô giáo viết ra thì hơi lồn một xíu nên là anh em thông cảm rất chi là nhiều. Và đó thì Tú Lén khá là bình tĩnh và tự tin và lên bảng điểm số về nhà hồi phục cho nhanh thôi, chứ biến về làm gì cho mệt. Rồi phá này choáng một phát, cầu nhè máu một phát, ok. Thì ở clip này cô giáo mình mang sẽ mang viết ra này đi ở đường mít. Viết ra là mẫu chất tưởng là miễn phí nha anh em, miễn phí và miễn phí. Những cái gì miễn phí thì thường không tốt, nhưng mà với cô giáo này, với chất tưởng của viết ra này thì miễn phí lại cực kỳ là mạnh anh em ạ. Rồi thì không biết anh em nào đã chơi viết ra này hay chưa, thì mình xin nhận xét là viết ra rằng với chất tưởng viết ra thì leo rank nào cũng cực kỳ tốt nha. Từ cao thủ đông đoan cho đến vàng bạc bạch kiếm tinh anh đều là leo rank cực kỳ là tốt. Đấy, mới nói leo rank tốt xong thì có một cái double kill nhẹ nhàng. Thì double kill xong rồi thì làm gì? Lại lấy cái mấy con linh mịt, chứ không chỉ đi mất mấy con linh mịt này thì cũng mất khá là khối vàng. Thì điều đó là không nên nhá. Thì mình xin tâm sự một xíu về thời gian mà mình thi cử vào đại học cũng như đó là tốt nghiệp ấy. Thời của mình thì đang còn đó là hai thi, chưa thi chung ấy, đó là vừa tốt nghiệp và thi xong tốt nghiệp, đầu được tốt nghiệp rồi mới thi được vào cao đẳng đại học hay là gì đó vân 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 và vân vân. Thì thời đó thì nói chung thi cử thì cũng khá là gay gắt, đề thì cũng khá là khó. Được vào đại học đó là ước mơ rất chi là nhiều người, nhưng mà cuối cùng thì sau bao nhiêu đó là thất vọng tràn trề, từ nguyện vọng 1 không đầu thì thôi đành làm nguyện vọng 2 thôi anh em ạ. Thật là khá là đáng buồn. Thì chắc anh em bây giờ ít lửa sau này thì chắc cũng không biết đến những giai đoạn đâu nó gay gắt và khó khăn như thế nào. Đầu được đại học mổ bo mổ trấu mổ lờ nắn mừng anh em ạ, nhưng mà bây giờ đại học thì nó nhàn rồi. Ok, với công cuộc vậy thì anh em cũng nên nhớ nha. Thì việc học là cực kỳ quan trọng, nên là việc chơi game thì anh em bỏ qua thời gian này đã đi. Cũng như đó là làm sao chú trọng đến việc học, để việc thi cử để được tốt nhất, giúp anh em đạt được kết quả tốt nhất và có thành công trong cuộc sống. Con đường bây giờ là con đường rất chi là tốt để anh em có thể thành công, đó là con đường học tập. Nhiều anh em bảo là nhiều người rất chi là tài giỏi, không cần học cũng không cần học đại học mà vẫn nhiều tiền thành là tỷ phú. Thì số người đó thì chỉ đếm đâu ngón tay anh em ạ, rất chi là ít luôn. Nên là việc học cũng cực kỳ là quan trọng. Khi anh em học thì có kiến thức cũng như là nhiều cái khác, tìm hiểu về rất chi là nhiều lĩnh vực, thì khi đó anh em đi làm sẽ tốt hơn, cũng như là học vấn anh em sẽ uyên thâm hơn. Đó là điều tâm sự của mình vậy, nên là anh em cố gắng học tập thật tốt nha. Bác Hồ đã dạy rồi, học tập tốt, lao động tốt. Và đừng quên đó là giữ gìn vệ sinh thật là tốt nha. Ok, thì clip này mình chơi viết ra một vị tướng miễn phí. Và vị tướng miễn phí này ưu và nhược điểm của nó như thế nào, và trang bị cũng như là cái combo cũng như là bảng ngọc cho nó ra sao, thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em luôn nhá. Rồi bật tốc hành chơi luôn cái màn của thằng Lử Bố này. Ok, Lử Bố thì cũng khá là trâu bo, nhưng mà gặp Viera thì tắt điện, chiêu hái hôn gió nhẹ một phát, lừa tinh một phát,
Rồi, dùng chiều 1 thôi. Dùng chiều 1 xong thì dùng chiều cuối. Bởi vì bộ combo đó thì kết hợp đó là cái nội tài đi thêm mạnh nha anh em. Bởi vì nội tài đó là giảm giáp mà. Việc nhẹ lương cao ấy thì di chuyển như thế nào thì mình cũng đã đi gánh đầu game rồi, thì anh em theo dõi là anh em cũng biết rồi. Còn về bộ trang bị thì mình bỏ dưới phần clip nhá. Còn về bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình đó là cống phép và xin giả phép 10 viên. Ngọc tím đó là cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là giảm hồi chiếu nhá. Mỗi ngọc đều là 10 viên cả. Với chất tường viên ra thì combo cũng khá là dễ, đó là chiêu 2 làm choáng, dùng chiều 1 và dùng chiều cuối thôi. Một combo là kết thúc được một màn quá là dễ dàng luôn. Thì lúc nãy giờ thì mình cũng chứng minh cho anh em nhiều rồi, đó là mình mới ít đô thôi nhá. Lượng đô cực kỳ là ít ỏi mà đã như thế rồi. Nếu mà lượng đô mà đủ thì không biết như thế nào, ai mà chịu nổi. Chắc là đến bo tô rô đấy cũng không chịu nổi nữa ấy. Rồi, và này thì tiền bo tô rô lên bảng điểm số này. Ôi bo tô rô trâu thế, ôi thôi sống rồi. Pha này bị cái khống kích kèm theo đó là Violet nó lồn bắn mình rồi anh em ạ. Ôi pha này sai rồi. Còn một số xa sai lầm không hề nhẹ đến từ té mình rồi. Ôi thôi sống rồi. Liệu Quy Lén có vẹt được hay không? Ok, Quy Lén vẹt được rồi. Thì pha đó 4 đổi 3 anh em ạ. Bên mình có phân lộ thế, kèm theo đó là mình bị mang sức đao sau khi ăn được 5 màng nữa ấy. Còn một pha chủ quan không hề nhẹ đến từ mình cũng như là té mình. Lỗi rồi, ok, pha đó khá là lỗi rồi. Nhưng không sao, dù sao thì trận đấu này cũng khá là sánh sáo và mình thì cũng được. Đó là được pháo, được màng. Và bây giờ thì mình có quyền rồi. Thì cũng không biết anh em nào đang xem clip này ở đó là đang chuẩn bị thi cử thì comment cho mình biết nhá. Thì mình cũng xin chúc toàn thể anh em đó là một lần nữa đó là thi thật là tốt nhá, thật là tốt nhá. Rồi pha này lại bắt đây anh chàng Lữ Bố này. Rồi Lữ Bố đi đâu con sâu. Rồi pha này chơi lấy màng luôn này. Ba lần xích thủ nhưng mà mới chỉ nhảy đến lần thứ hai thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Thì với viên ra mình sẽ lên cho nó đôi giày hơi mệt nhá, để đi gánh cho nhánh ấy. Bởi tốc chạy thì cũng cực kỳ là chậm, kèm theo đó là không có ngọc tốc chạy nữa ấy. Nên là cố gắng đó là lên cho nó đôi giày hơi mệt để cho nó chạy cho nhánh ấy, đi gánh cho nó một cách dễ dàng nhất và hiệu quả nhất. Với viên ra thì bắt ra đến mục tiêu cực kỳ là dễ nhá. Rồi pha này bò tô rô này, liệu có thoát được không? Ôi thôi xong rồi, tiền Violet lên bảng điểm số rồi. Tiếp theo là bo tô rô cũng phải lên bảng điểm số luôn. Khá là nhẹ nhàng khi mà có một màn của chú bo tô rô. Thì ăn xong bo tô rô rồi thì mình sẽ về mịt nhá. Thì anh em nên nhớ nhá, khi mà anh em đi gánh về thì anh em đừng có đi rửa bơ sống nhá. Đi rửa bơ sống là rất chí là dễ bị sát thủ tém địch bắt. Nên là anh em làm sao mà đi phía dưới bơ sống ấy. Như mình đi toàn là phía dưới hang rồng nhá, chứ chả bao giờ đi trên bờ sông cả đâu. Rồi pha này bắt tiếp này. Này thì bàn Zephyr cũng phải lên bảng điểm số luôn. Cứ có gánh là có màng mà, bởi vì chất tưởng của Viera là vậy. Đã gánh là chắc chắn sẽ có màng. Bây giờ Lữ Bố liều có thủ được cái trụ này hay không? Chấp cả đấu sĩ luôn này. Lữ Bố ra là ăn một cái nụ hôn gió của mình. Mình sẽ lừa tình nhá. Rồi pha này Lữ Bố này ăn một cái nụ hôn gió là ăn dính bộ, cả bộ combo. Rồi nhẹ nhàng và đơn giản dính một bộ combo thì chỉ còn khoảng hơn 1.000 máu thôi. Và lần tiếp theo đó là một bộ combo nữa thì sẽ phải lên bảng điểm số mà xem này. Lữ Bố mà không về thì không thể kịp bật chiêu cuối để về luôn ấy. Ôi thôi xong rồi thì tạm biệt Lữ Bố thôi chứ làm gì nữa. Tạm biệt Lữ Bố thân yếu nhá. Thôi pha này bật tốc hành và chạy thôi. Bởi vì mình chịu sát thương tư trù kèm theo đó là có vị tướng tu lên đem bàn nữa. Bất tốc hành chạy ngay và luôn thôi. Thì viết ra mình cũng khuyên anh em đó là lên đến cầm cái tốc hành thay với cái tốc biến nhá. Khá là nhiều màng rồi, khá là dễ rồi. Ăn màng thế này thì tem bàn sao chơi. Liệu có anh em nào đi qua đây thì mình kiểm màng nửa nào. Với một bộ combo của mình bây giờ thì chắc có lẽ chỉ có bo tô rô là có thể sống sót, cùng như đó là Zephyr và Lữ Bố thôi. Còn lại hai vị tướng bảo giày thì chắc lên bảng điểm số. Ôi một hai màng dành cho mình rồi kia. Ôi ăn màng thế này thì sao chơi. Ok thì pha này lùi thôi anh em ơi. Ôi bo tô rô à, thôi bắt bo luôn anh em ạ. Cầm cái roi thật to này, bắt bo luôn này.
Bộ tem bàn thì khải là hủ báo ấy, nhưng mà hủ báo làm sao được? Với cô giáo viết ra thì khi anh em hôn gió vào bò ấy, thì nên là để bò hết hiệu ứng miễn khống chế nhá, rồi hôn gió mới bị choáng nhá, chứ khi mà bò đang sử dụng chiêu thức thì chắc chắn rằng đó là sẽ không bị choáng. Bây giờ cái trường hồn máng đã được lên, lượng sinh giáp của mình rất chỉ là đáng kể rồi. Một con bò của mình thì gọi là mặc thấm rồi anh em ạ. Rồi, Zephyr nhảy làm gì đấy, rồi liệu có chết hay không? Một bộ con bò của mình và Zephyr cũng phải lên bảng điểm số luôn, nhưng mà tem mình thì quý lén cũng phải lên bảng điểm số. Rồi, ôi Violet này thì tạm biệt bàn Violet thân yếu nhá. Ôi, nhưng mà không được rồi. Chiêu cuối của mình thì không đủ tâm nên là Violet tém bàn không phải lên bảng điểm số bởi mình. Sát vực của Omen được dùng, Bo Toro đã phải lên bảng điểm số. Liệu trận đấu có kết thúc được hay không? Tém mình thì chát, đó là tém hay Verkler. Hay là đúng rồi, có cô giáo ở đấy chỉ dẫn cho anh em. Gì mà chả hay, nói đùa vậy thôi chứ trận đấu này tém mình nói chung cũng khá là ổn. Rồi, Lữ Bố bất chiến thân lên chơi rất chỉ là dùng mạnh đến đâu thì cũng phải lên bảng điểm số thôi. Rồi, tiếp theo là ai? Tiếp theo là Zephyr, chống chiêu thì cũng khá tốt. Nhưng mà thôi, thì 4 đánh 1 thì không chột cùng quê. Mình bây giờ về ăn con búa xanh một xíu nhé, có búa xanh thì viết ra phát huy rất chỉ là nhiều sức mạnh nữa. Thì khi mà viết ra hà hoặc phù thì sẽ giảm về thời gian hồi chiếu nữa anh em ạ. Nên là cực kỳ là lời ấy. Nếu mà đối phương mà cứ ra lẻ là coi như là cứ tầng tầng lên bảng, tầng tầng lên bảng. Thì chắc có lẽ anh em cũng thường xuyên là chơi vị tướng này rồi. Nếu mà anh em đi bị đấy, bởi vì sức mạnh của viết ra thì được khẳng định rồi. Những bậc rank cao ấy thì mới xuất hiện, nhiều anh em nói là mình làm về những vị tướng như Liliana đi thì mình cũng làm được, nhưng mà ở những bức rank cao thì anh em ví dụ mình như mình đánh mà đi cao thủ ấy thì thường xuyên chơi. Còn những bức rank mà bạch kiếm hoặc là kiếm cương, đầu kiếm cương ấy thì mình nhận thấy là rất chỉ là ít chơi nhá, bởi vì Liliana thì theo phong cách đó là thứ nhất đó là combat, thứ hai đó là làm sao mà tém phối hợp ăn ý ấy, chứ khó mà có thể bắt lẻ như vị tướng viết ra được. Viết ra bắt lẻ phải là zone combo là chết luôn. Ok, đi trận đấu kết thúc ở đây rồi, mình hơi liên man một xíu. Thì một lần nữa mình xin chúc toàn thể sĩ tử đó là có một ngày thi thật là tốt nha, cũng như là một kỳ thi thật là thành công, đạt được kết quả như mình mong muốn, như mình mong đợi. Ok, chào anh em.